Quan sát bảng, hãy nhận xét về số electron đốt ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A trong cùng một chu kỳ và trong cùng một nhóm. Ok. Rồi chúng ta đây là cái hình minh họa ha. Cấu hình electron đốt ngoài cùng của các nguyên tử nguyên tố trong nhóm A thì trong cùng một cái chu kỳ đi, tức là trong cùng một cái chu kỳ khi chúng ta đi từ trái qua phải á thì chúng ta sẽ có số electron đốt ngoài cùng. Đúng không? Số electron đốt ngoài cùng ở đây á sẽ là ví dụ như chỗ này sẽ là 1 E. Rồi tương tự, 2 electron đốt ngoài cùng, 3 electron đốt ngoài cùng, 4, 5, 6, 7, 8 và tương tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, tức là khi đi từ trái qua phải trong cùng một cái chu kỳ á thì số electron đốt ngoài cùng sẽ tăng dần lên từ 1 đến 8. Được chưa? Rất là dễ. Rồi, đó là xong. Đó là cái chu kỳ. Rồi, đối với nhóm á, khi chúng ta đi từ trên xuống dưới trong cùng một nhóm á thì số electron đốt ngoài cùng của nó là 1 nè, 1 nè, 1 nè, 1 nè, 1 nè, 1 nè. Khi mình phân tích về cái nhóm 1A, được chưa? Thì trong nhóm 1A ở đây á là chứng tỏ nó có một electron đốt ngoài cùng. Khi đi từ trên xuống dưới lúc nào cũng là 1 hết. Do đó, trong cùng một nhóm khi chúng ta đi từ trên xuống dưới á, thì số electron đốt ngoài cùng của chúng là giống nhau, là y chang nhau hết. Các bạn xét nhóm nào thì nhóm đó sẽ có số electron đốt ngoài cùng giống hệt như vậy. Ví dụ nhóm 1A là có một E LNC nha, tức là một E đốt ngoài cùng đấy. Tương tự 2 E LNC, 3 E LNC, 4 E LNC, 5A là 5 E LNC, 6A, 7A và 8A, 8E LNC. Chữ LNC là viết tắt của cấu hình electron. Rồi vậy thôi ha. Đó là chúng ta bàn luận về cái số electron đốt ngoài cùng của trong khi đi từ trái qua phải trong một chu kỳ hoặc là đi từ trên xuống dưới trong một nhóm. Rồi chấm hết.